chào tất cả quý vị và các bạn, mình là Quỳnh. Rất vui khi được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Tech Tips của Tech One Channel ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn có một số tiền rất lớn, ví dụ như thế này chẳng hạn, và đang muốn mua một chiếc điện thoại iPhone thì hãy đến ngay Tech One để mua nhé. Nhưng nếu quý vị và các bạn kém may mắn hơn chỉ có từng này tiền thì không phải là chúng ta không có cách đâu. Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta mua lại những chiếc điện thoại iPhone cũ? Và tất nhiên không phải ai cũng đủ thông minh và tỉnh táo để test xem những chiếc máy này có chất lượng và để mua được những mức giá hời hay không. Chính vì vậy mà chuyên mục của chúng ta hôm nay có nội dung này. Khi quý vị và các bạn cầm máy trên tay như thế này rồi thì chúng ta hãy dành thời gian để super soi nó. Và nếu một chiếc máy có ngoại hình trông sáng sủa, bắt mắt và chưa được sử dụng nhiều thì có vẻ sẽ thu hút hơn một chiếc máy trông có vẻ tạ, đúng không ạ? Các bạn chú ý thật là kỹ vào, hình thức bề ngoài có thể cho biết cách dùng của chủ cũ, đặc biệt là chú ý vào các đầu của ốc vít máy như thế này. Nếu thấy các dấu hiệu ví dụ như là đầu vít bị xước sát, toét hay là vít khác màu, sai chủng loại thì chỉ kết luận một điều duy nhất rằng máy này từng bị cãi mở. Thêm nữa là kiểm tra màn hình, mặt kính có bị vỡ hay là nứt không, vỏ ngoài, khung viền có bị móp méo nặng hay không. Thực ra thì loa có thể hơi bụi một chút vì sử dụng lâu nhưng mà đấy cũng không phải là vấn đề. Mình sẽ đưa ra cho các bạn thêm một vài mẹo nhỏ để thử máy. Ví dụ muốn mua điện thoại iPhone 5 thì các bạn hãy tháo khay SIM ra như thế này, nhìn vào khe SIM rồi bật màn hình sáng. Nếu khe SIM không ở sáng thì đây là máy chuẩn chưa thay màn. Muốn kiểm tra màn hình xem đã bị thay hay chưa thì các bạn nhỏ một giọt nước lên màn. Nếu mà nó thành viên và không lan ra thì là màn chuẩn, như thế này là màn chuẩn này. Ngoài của máy thì chúng ta hãy dành thời gian để thử những tính năng cơ bản nhất, ví dụ như là nghe gọi, nhắn tin, wifi hay là chụp ảnh hay là chơi game. Một chiếc máy có vẻ ngoài sạch sẽ không có nghĩa là các tính năng của nó sẽ không bị lợi dụng. Và quý vị và các bạn hãy chú ý rằng chúng ta check máy những tính năng đơn giản nhất của máy trước và sau khi restore máy nhé. Để kiểm tra cảm ứng thì bạn dùng tay chạm vào một biểu tượng như thế này và kéo dê khắp màn hình. Nếu bỗng nhiên biểu tượng bị rơi ra trong quá trình kéo thì chắc chắn cảm ứng có vấn đề, thậm chí có thể bị liệt. Muốn nhìn rõ hơn thì chúng ta tải một ứng dụng viết nốt rồi vẽ khắp màn hình. Nếu nét vẽ bị đứt ở điểm nào thì nhiều khả năng cảm ứng ở đó chưa tốt. Tiếp theo bạn lấy tay ấn một lực vào màn hình xem có bị loang lổ như LCD không. Nếu bị lan màu xanh đỏ tím vàng như LCD thì thôi khỏi mua luôn. Nút Home cũng là một bộ phận cần kiểm tra kỹ đối với những chiếc iPhone cũ. Nút Home tốt sẽ có độ nảy nhẹ, bấm êm, không có cảm giác vướng víu. Còn nút nguồn do sử dụng nhiều cũng có thể bị liệt, nên các bạn phải bấm vài lần để kiểm tra nhé. Về mic, các bạn mở chức năng ghi âm rồi thử thổi vào. Nếu kim âm dao động thì chức năng ghi âm và mic vẫn tốt. Để kiểm tra cảm biến, bạn thử bật file vừa ghi âm, lấy tay che như thế này, bỏ ra. Và nếu màn hình không bị tắt màn hay chập chờn thì là quá ngon rồi. Pin là một trong những yếu tố khiến các thượng đế khi đi mua những chiếc điện thoại iPhone cũ rất là đau đầu. Tại vì họ nghĩ rằng đây là những chiếc điện thoại iPhone cũ thì chắc hẳn là pin của nó đã bị chai rồi. Hiển nhiên ai cũng muốn vừa bỏ ra một số tiền ít ỏi lại có những chiếc máy với lượng pin hoàn hảo. Vậy thì chúng ta hãy check pin từ cách sau nhé. Từ iPhone 5S trở về trước thì các đồng đội của iPhone đều có dung lượng pin khá thấp mà hàng dùng rồi thì ắt hẳn sẽ giảm hiệu suất sạc. Để kiểm tra pin, các bạn có thể mang theo máy tính có cài phần mềm iBackup cắm cáp nối với iPhone và máy tính để kiểm tra số lần sạc và độ khả dụng. Ví dụ một chiếc iPhone 5 có dung lượng pin trên lý thuyết là 1440mAh nhưng có một chiếc iPhone 5 cũ sẽ chỉ sạc được trong khoảng từ 1000 đến 1300mAh. Con số này càng gần với con số lý thuyết thì càng tốt nhé. Với những sản phẩm của Apple, ví dụ như là iPhone hay là những chiếc iPad thì rõ ràng việc kiểm tra số series là một điều rất là quan trọng. Việc kiểm tra này có thể cung cấp cho quý vị và các bạn mọi thông tin cơ bản và cần thiết nhất, ví dụ như là màu sắc, thời gian bảo hành, thời gian hay là nơi xuất xưởng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Để kiểm tra nguồn gốc của máy thì các bạn vào phần cài đặt, chọn cài đặt chung, chọn phần giới thiệu. Nhìn ở phần kiểu máy sẽ thấy ký hiệu của nguồn gốc sản xuất. Ví dụ như đây này, mình để ở bên cạnh để các bạn nhìn nhá.
Sau đó cũng ở mục này bạn nên kiểm tra số email và serial number trên hộp có trùng với số serial number trên mặt sau của máy và số email, serial number trong phần thông tin giới thiệu của máy hay không. Nếu không trùng thì bạn nên yêu cầu đổi máy khác. Các bạn kiểm tra tình trạng của máy bằng cách vào website www.checkcoverage.apple.com. Mình có bắn chữ để các bạn nhìn rõ hơn nhé. Tiếp theo nhập số email hoặc serial number của máy, sau đó website sẽ trả lại thông tin về tình trạng máy. Dòng đầu tiên thể hiện máy có ngày mua rõ ràng, thứ hai là tình trạng hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, thứ ba đấy là ngày hết hạn bảo hành. Để kiểm tra iCloud, các bạn vào phần cài đặt chọn iCloud xem có bất cứ tài khoản iCloud nào đăng nhập vào máy hay không. Nếu có thì nên nhờ nhân viên đăng xuất ra ngay. Tốt nhất là nhờ họ restore lại máy bằng iTunes ngay trước mặt mình. Còn nếu khi restore xong mà máy bắt nhập mật khẩu iCloud thì bạn nên trả lại máy và yêu cầu đổi máy khác nhé. Có một cách khác để check đó là các bạn vào website check active lock của Apple tại đây. Mình có bắn chữ để các bạn đọc được và check rõ hơn này. Nhập số email hoặc là serial number của máy để hệ thống check xem máy có bật tính năng Active Lock hay không. Và nếu dòng chữ ghi là Active Lock On, có nghĩa là máy đã bị bật tính năng Active Lock, bạn có thể yêu cầu nhân viên đổi máy khác cho mình hoặc là đăng xuất khỏi tài khoản iCloud hiện ra khỏi máy. Còn một yếu tố nữa vô cùng quan trọng đó là quý vị và các bạn phải tìm được những cửa hàng uy tín để mua những sản phẩm này nhé. Hiện tại thì Quỳnh thấy trên đường phố có rất nhiều cửa hàng sửa chữa điện thoại di động có kèm theo một dịch vụ đó là mua bán điện thoại iPhone cũ. Quý vị và các bạn đừng ham rẻ mà mua những sản phẩm kém chất lượng. Hãy đến những cửa hàng uy tín, ví dụ như là Tech One chẳng hạn, để mua những sản phẩm này. Quý vị và các bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình và trao tận tay những dịch vụ tốt nhất. Hiện tại bây giờ thì cũng có khá nhiều cửa hàng di động bán lại các điện thoại iPhone cũ. Để tìm thì các bạn search trên Google tên những cửa hàng di động uy tín trên địa bàn các bạn đang sống và truy cập vào website của các hãng đó, ví dụ như là Facebook hay là YouTube, và dành một tí thời gian thôi đọc các comment hay phản hồi của khách hàng trên trang Facebook hay YouTube để biết được chất lượng cũng như ý kiến khách hàng về cửa hàng đấy. Tech One tự hào là một trong những địa chỉ uy tín và tin cậy của khách hàng. Hiện tại thì Tech One đang có chương trình khuyến mãi, mua máy cũ sẽ được một đổi một trong vòng 6 tháng nếu máy bị lỗi. Không còn gì để nói nữa rồi, thì các bạn khỏi lo nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tech Tips của Tech One Channel ngày hôm nay thì Quỳnh đã chia sẻ những mẹo nhỏ để quý vị và các bạn có thể mua những chiếc smartphone cũ, đặc biệt là iPhone với chất lượng tốt và mức giá hời. Nếu các bạn không am hiểu về công nghệ thì hãy dắt theo một thằng bạn, bao nó một chầu trà đá để nó kiểm tra giúp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tech One, uy tín và giá trị đích thực.